Welcome back to Vinland Channel guys. So we just passed the Moon Festival. Happy Moon Festival everyone. And right now I just pick up one of the traditional Chinese ceremony in one of their temple, and they have the service. I think it's they order fairies, very very beautiful, and they have people to serve incense to the god, to offer the incense to the god. Chào mừng tới kênh YouTube của Vinly mấy bạn. Rồi Trung thu mới vừa qua ha, chúc mọi người Trung thu vui vẻ. Thì mình mới mót được một cái video này ở trên mạng, đó là các những cô tiên nữ này, đó là họ giúp giúp những người thiện nam tín nữ dâng hương ở trong cái đền nào đó ở bên Trung Quốc hay Đài Loan gì đó không? Tại vì mình nghe này là tiếng phổ thông mình ra là không phải là ở đâu. So if you can hear Chinese, you can understand Chinese and know where it is, please please comment in below. Mấy bạn nghe được mấy người này họ nói thì biết ở đâu thì nhớ comment ở bên dưới cho mình ha. So now we watch the video guys. They are very very beautiful and very polite. Rất là xinh nha mấy bạn, mấy cô này làm việc rất là xinh, phục vụ rất là lịch sự và chuyên nghiệp. So now they give out the I think it's they give out the lighter. Bây giờ mình thấy họ mấy em này là chắc là đưa hồng quẹt các bạn, đưa hồng quẹt để người ta tới thắp nhang. Very very beautiful place. Music you hear right here is the Taoism music and traditional Chinese music. Because it's in China, the Taoism and local religion, they make a big effect. Nhạc các bạn nghe ở đây nhạc lễ có lẽ là thiên về ảnh hưởng của đạo giáo nhiều hơn. Giờ ở Trung Quốc thì là Phật giáo cũng có chiếm. Phần lớn như ảnh hưởng đạo giáo với lại đạo địa phương, giống như Việt Nam ảnh hưởng đạo Cao Đài, thì các cái đạo ở địa phương Việt Nam thời và này nọ, hay là cũng hay lên đèo lên đồng đúng không? Thank you.
say, he say, he say, this writer is too small. They have a bigger file for instance, so they can light up. This lighter is a little bit special, and I can see the work on it is the Buddha. Cái đồ đốt nhang này là cũng hơi đặc biệt, chắc như vậy, giống như cái hồ lô thu. Tell her that everyone takes one incense only. Thì chú đã nói với lại mấy em này là đưa mọi người một cây nhang thôi. They worship the incense on the plate. Giờ là cắm nhang vô trong lư hương rồi. So thank you for watching, guys. If you like this video, please leave comments and press a like, a share below for me. Cảm ơn mấy bạn đã đón xem ha. Hẹn gặp lại trong mấy bạn trong video kế. Okay? Mấy bạn nhớ subscribe kênh của mình, nhấn like với là share video này ha. Bye bye. See you next time, guys.